Xin chào mọi người, hôm nay chúng ta tiếp tục đến với chia sẻ hành trình làm đẹp phần thứ 3. Chủ đề ngày hôm nay là sự miệt thị của những người xung quanh. Tôi có một cái người mẹ kế và dĩ nhiên là quan hệ của giữa chúng tôi thì không được tốt cho lắm. Có một năm đó thì tôi đã về ăn Tết bên nhà ba của tôi và tôi đã đi chúc Tết đầu năm cùng với gia đình bên nhà ba tôi, bao gồm ba tôi, mẹ hai của tôi và em gái ruột của tôi nữa. Cái người em này cũng là em gái cùng cha khác mẹ với tôi. Tuy nhiên thì nhiều năm trước thì chúng tôi không hề xảy ra vấn đề gì hết cả. Và khi mà tôi đi chúc Tết gia đình ấy, cũng như họ hàng ở bên nhà mẹ hai của tôi thì đã xảy ra vấn đề như thế này. Tôi thì nghĩ rằng là tôi đã ăn mặc những cái bộ đồ phù hợp với chính mình, và cũng như là bề ngoài thì tôi nghĩ là nó cũng đã là phù hợp với tôi. Thì cái thời điểm năm đó thì tôi nhớ là tôi đang học lớp 8. Lúc này thì cũng không hiểu là ai đã có những cái lời nói mà góp ý rằng là tại sao trông tôi thì thực sự không được đẹp lắm so với đội hình của gia đình tôi thời điểm đó. Cho nên là người mẹ kế của tôi thì không ngại buông ra những cái lời miệt thị vô cùng gây tổn thương đến tôi, và nó rất là thậm tệ. Và thực sự lúc đó thì tôi rất là muốn khóc, bởi vì hai hàng nước mắt nó cứ lưng tròng và nó thực sự chỉ trực chờ để được trào ra mà thôi. Nhưng mà lúc này thì tôi đã cố gắng kiểm soát và kiềm chế nó xuống. Nhưng mà mẹ hai của tôi thì vẫn không ngừng những cái lời chê bai đó và tác động thêm để cho những cái người họ hàng xung quanh đó cùng nhào vào và họ cùng chê bai tôi. Lúc này thì ngay cả những cái người mà chúng tôi đến chúc Tết ấy, thì họ cũng thêm mắm dặm muối vào và họ nói rằng là tôi mặc thế này không được, trông tôi như thế này không đẹp, rồi là sao da mặt của tôi lại bị sần như thế, vân vân, mây mây. Nói chung là đã rất là nhiều những cái lời chê trách mà ngày nay thì chúng ta hay gọi nó là body shaming, tức là cái sự miệt thị đó. Và bạn biết không, khi mà tôi đi học hay là tôi đi ra ngoài, tôi gặp một số bạn bè và những người khác ấy, thì tôi cũng đã gặp một vài những cái lời chê bai khiếm nhã như vậy. Và những cái lời nói đó nó không chỉ làm tổn thương đến tôi, mà nó còn như một cái con dao ấy, mà nó cắt nát vào lòng tôi. Cái thời điểm lúc đó tôi đã chịu rất là nhiều nỗi buồn, và tôi đã đưa ra một quyết định cho mình, đó là mình cần phải thay đổi điều đó. Nhiều năm sau ấy, khi mà gặp lại họ, bây giờ tất cả những cái người đó ấy, họ đều dành những cái lời có cánh cho tôi. Họ đều tỏ ra rất là bất ngờ và ngạc nhiên tại sao tôi lại có thể thay đổi đến như vậy. Tôi cũng chỉ mỉm cười nhẹ, và thực sự thì hiện tại thì tôi đã rất là tự tin và cũng không còn e ngại, sợ sệt cũng như nhút nhát giống như cô bé năm nào mà đã bị họ bủa vây cũng như dành những cái lời miệt thị cực kỳ tồi tệ cho mình nữa. Tôi nghĩ rằng là tôi hay là các bạn, chúng ta ai đó đều đã là nạn nhân của việc bị kỳ thị cũng như là bị nói xấu, chê bai. Ngoài ra nữa thì tôi biết cũng có một số trong chúng ta đôi khi cũng chính là những cái người đi miệt thị và chê bai người khác. Sau tất cả thì tôi muốn nói rằng là gì? Tức là chúng ta cần phải thay đổi bản thân chúng ta trước. Chúng ta không thể nào trách được những cái người ngoài xung quanh, đúng không? Tại vì ai cũng có thể nói lên được ý kiến, quan điểm của họ. Nhưng mà bạn nhất định phải thay đổi bản thân mình để một ngày nào đó khi mà họ nhìn thấy bạn ấy, họ sẽ có cách nhìn khác và thay đổi hơn về chính bạn. Còn bản thân bạn thì những câu nói đó nếu đã làm tổn thương đến bạn, tôi nghĩ bạn nên nhớ nó. Tôi không nói bạn ghim nó để thù hằn dưới họ hết cả. Nhưng mà bạn biết không, tôi đã nhớ toàn bộ những câu nói đó thậm chí đến bây giờ, bởi vì nó luôn luôn là động lực thúc đẩy để cho tôi thay đổi và làm đẹp bản thân mình hơn mỗi ngày. Và tôi chỉ muốn dành cho bạn một câu nói này, một câu nói của một vị diễn giả nổi tiếng là Colin Burkill mà tôi rất là thích. Đó chính là Believe, Begin, Become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành. Cảm ơn vì bạn đã xem video. Hẹn gặp lại bạn vào chủ đề tiếp theo.